Mấy khứa là cá bóp nè, khứa bự bự mà chà bá vậy Phượng ha. Phượng nấu lẩu thì Phượng nấu này nấu gì Phượng? Phượng nấu này nấu gì? Ăn đi rửa tay cái nè. À, nồi lẩu chua cay này Phượng nấu bằng nước lạnh xả khóm như hay Phượng. Cái gì nữa vậy Phượng? Cá này để vô luôn nghe vậy Phượng? Ừ, con soi con thả vô đi rồi cái con soi lên cái con tắt là ăn cái nhúng vô dớt nó ra. Dạ, để thì thử coi vừa không? Nó chua chưa, nó cay chưa? Dạ. Thả cá vô nha vậy Phượng. Ừ. Để thả cá rồi nêm luôn vậy Phượng. À. Chà, đậu bắp. Đậu bắp. Gheo quá vậy Phượng. Nào ăn rồi hắn muốn vô. Ủa, rồi muốn nè vậy Phượng. Vô muốn hả? Chưa gì bộ vô muốn, chừng nào có ăn con không bỏ, không bỏ vô, vậy mà nhúng á. Dạ. Chừng nào sắc nè, chừng nào ăn rồi cái bỏ vô, để bỏ vô nó hết ngon rồi. Này rất bọt không vậy Phượng? Không, không, con đủ hết, có cái bọt men của nó, nó treo ngon luôn. Rêu phượng hết rồi. Thấy soi lên chưa? Ồ, quá đẹp luôn kìa. Ngon quá. Ngon không? Để cho nó chín cái này. Cá này bự lắm á. Thấy cái khứa cá này bự ừ. Là biết nó bự rồi, mà không biết nó bao nhiêu ký, 4 ký hơn 5 ký. Con có thử nó cay không ạ? Để thôi nó chín nó thử luôn nha. Cơm đi. Cô chủ ngồi coi trên nhà nha. Được không cô chủ? Được không cô gái? Bự lắm mà. Để cài luôn được. À, ba cứ cá bằng cái nồi này. Lẩu chua. Để bên tâm vô luôn mẹ. Rồi xong. Đổ ra. Mày bỏ số bột thôi. Nó đỏ không ta đi con nói. À, rồi. Ăn trưa ăn chiều. Mình ăn tối rồi. Ông tôm này là mình để vô thịt cái đầu tiên là chỉ để con cá. Mày gấp cá đó nghe mày, phanh cá nghe mày dĩa em mà. Chín chưa? Chín rồi em ạ. Mày gấp đây là bể khỏi ăn luôn á. Chín rồi em ạ. Chín rồi. Cái chén cho cô Tư chứ mà. Mấy cái gì? Mấy cái gì? Mấy cái này, mấy cái này, mấy cái này, mấy cái này, mấy cái này. Đây cái tiền đỏ nha mẹ. Rồi. Bao ngon. Phải chơi. Mẹ. Chơi lên quanh.
Ăn miếng vậy nè. Mẹ cho đem miếng nước mắm nè. Cá này mà chắc mới dưới biển em lên nhưng mà cái da nó còn đã lắm. Ừ. Hết trơn à? Nghĩ càng to nữa. À, để về bữa gì kêu hàng có chắc 2-3 ngày gì có. Nó dịch vụ niêm ăn vừa quá trời.